Sáng ngày 27 tháng 8, hội người cao tuổi xã Vĩnh Trường tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở ấp Vĩnh Bình. Tại buổi sinh hoạt, 56 thành viên trong câu lạc bộ đã chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con cháu, thăm hỏi động viên và khuyến khích lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Cùng nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn cư trú. Đặc biệt, các thành viên trong câu lạc bộ còn chia sẻ các mô hình tạo thu nhập phù hợp cho người cao tuổi địa phương, giúp cải thiện cuộc sống gia đình. Dịp này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ bình xét cho 10 hội viên con cảnh khó khăn vay vốn để phát triển sản xuất, làm kinh tế với số tiền vay từ 500 triệu đến 2 triệu đồng. Sau 4 tháng, các thành viên trả lại vốn để tiếp tục bình xét luân phiên cho các thành viên khác.